Ok, chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với Leo. Và ngày hôm nay mình trở lại với Mac Arena với một combo mà đợt trước mình có sử dụng rồi. Ngày hôm nay sẽ vào thử xem sao ha. Trời hát cái gì. Hôm nay mình sẽ chơi đó là Gorian phóng đĩa cho anh em. Mình cảm thấy combo này nó cũng khá là ngon đấy. Với lại thì đây là một cái huyền thoại. Mình nghĩ là mình phóng đĩa 8 này nó cũng thật sự là không ngon lắm. Nhưng mà hiện tại với mức năng lượng này thì mình chỉ là chơi ở mức này thôi. Chứ mình cũng không có đủ sức để mình chơi mấy mức khác đâu. Mức năng lượng khác thì từ từ anh em ạ. Bây giờ mình sẽ để đồ nha. Mình mua đó là vũ khí, đó là pháo băng 10. Đây này, ở đâu rồi nha. Đấy. Có tên lửa 12 mình cảm thấy nó cũng khá là ngon này, nhưng mà giới hạn trang bị có một thôi. Pháo băng 10. Đấy, với lại có lưu đạn này kia mình mua, mình mở mấy này ra. Đấy. Thực tế thì nói chung cái nào mua được thì mình sẽ mua, mình mở mấy cái sao này ra để mình còn mua robot mới nữa anh em ơi. Bây giờ cũng chưa chắc ăn được nữa đâu. Cái gì mà ông 5k lực chiến mà ông mời tôi phải cái trưởng. Năm k lực chiến mà mời tôi vào để tôi ăn hàm à? Thôi đừng có dụ con nít nữa ông ơi. Trời ơi, nay mình chơi hình như là cũng chưa có gì để mà mình nhớ ra anh em ạ. Mình có nhập mã code rồi nha, mình có nhập mã code rồi. Và đây là gì à... là gì ấy nhỉ? Hình như là cũng chưa có gì cả. Mình hình anh em nói là tổng cộng là 400 lần đúng không? Ok. Thôi mình để bạc anh em ơi, mình để bạc nha. Mình cứ để giày đó rồi sao? Tôi cứ để giày đó rồi sao? Ông nó không sao chơi được đúng không? Ok được. Vậy thì vào chơi thử một trận đi biết. Mấy ông nội này chơi vụ con nít đúng không? Thôi. Chơi không? Quá tam ba bận nha. Hơi tốn thời gian vào mấy cái chuyên mục này rồi đây. Clan này đổi đội hình gì mà đổi chủ liên tục anh em ơi. Chả hiểu sao. Thôi không chơi thì thôi. Rồi ốp rồi đúng không? Ốp thôi, tôi tự chơi. Ở đây mày thắng 5 trận chiến đúng không? Ok. Cái phóng đĩa này tầm xa nhất là tầm 100 mấy chục mét lần anh em ơi. Nhưng mà tầm đó thì nó bắn khó trúng, nó phải canh mới được. Mấy ông nội thì ông canh tôi xem. Một cây súng bộc phá và lại một cây súng pháo băng ha. Chẳng đấy. Thật ra thì nhiệm vụ dành trụ ngày hôm nay mình đã làm xong hết rồi, cho nên là mình cũng không cần mấy cái trụ nữa đâu. Chủ yếu là vào bắn cho nó vui thôi. Vẫn cho nó vui test combo này thôi anh em, mà nếu mà ngon thì mình sẽ cho nó tiếp tục ở trên xưởng mình luôn. Ngon lành thì chơi được. Trời đất ơi, thanh niên này chắc chưa biết mình like. Bắn nó ông ơi, bắn nó chạy. Cứu tôi. Ồ hay quá, cảm ơn bạn nha.
Ok, giành được cái chỗ này. Có gì đâu mà thả cái mặt giận dữ với tôi không biết nè. Có chơi có chịu chứ. Con Sentinel nó cầm phóng đĩa, tức là khả năng là nó 16 năng lượng nha anh em. Zephyr. À. Oh no 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 no. Bắn nó đi bạn ơi. À. Không có một người đồng đội nào ở trong đây phụ mình hết vậy. Bên Mac tôi cảm thấy tôi lẻ loi lắm anh em ạ. À. Đồng đội bên này nó dở lắm. Đồng đội bên mày nó bên này nó dở vãi luôn á. Mình không có tin tưởng vào họ lúc nào hết trơn. Nhưng mà phải công nhận là con Vader này phải gọi là bất khả chiến bại luôn anh em ạ. À, chết rồi. À, gặp Korean. No. Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu tôi với. Kêu. Y như rằng trong này không có một người đồng đội nào hết. Ok. Ok. Boom. Ok anh em. Tạm ổn. Kêu cứu đã đời xong cuối cùng cũng tự mình cứu mình không à, chứ không có ai cứu mình được hết trơn rồi. Thiệt tình. Đồng đội này nó còn y hơn cả World of Warcraft nữa. Chạy vô nhà đúng không? Không chạy vô nhà thì ông chết chắc rồi ông ơi. Yeah. Chúng sinh bình đẳng nè. Trong này còn một người nữa đúng không? Vô đây luôn. Chúng sinh bình đẳng. Yeah. Bình đẳng. Nó giành chỗ kìa. What? Tại sao nguyên cái team như thế mà để cho nó chạy qua tới bên đó được hay vậy? Anh em à. Con Vander này của mình nhiều khi bây giờ nó mạnh nhất cái bản đồ anh em ạ. Thì giết rồi Z nào. Nó có khiên mình cũng có khiên vậy. Quay nòng. Chạy đâu rồi ta? Ủa nó chạy đâu rồi? À thấy rồi, nó qua bên nhà anh kia. Boom. Sáu lòng VIP đây này. À, anh VIP nhất cái bản đồ này rồi. Các chú khỏi lo đi. Rồi xong chú em rồi. Ăn đạn sáu lòng đi em ơi. À, cuối cùng thì cái điểm nhấn của trận đấu này là thành cái gameplay của sáu lòng rồi. Sự thì bên Mac Arena này anh em làm cái combo nó cũng hơi khó anh em ạ. Nó khó sống lắm. Khó sống ổn lắm. 97 98 99 là ok quên rồi nha. 98 99 rồi rồi lắm rồi lắm rồi. Ok trời đấy. Ui được hai cái MVP là ok rồi đấy. Là ngon lành. Ngon lành đúng không? Được một tí nhiệm vụ này nè, thắng 5 trận chiến, 27 huy chương vàng. Ôi mấy cái này tôi lo được anh em ơi. Chín mươi à, xem xíu nữa là được. Mình lười làm 2v2 lắm nha anh em, thiệt anh em đừng rủ tôi chơi 2v2 nha. Lại nữa à, mà thôi đi, mấy cái này nó không có Archon thì mình cũng không có chơi, nó hơi chán. Có Archon thì tôi mới cài, không có thì thôi chơi thường. Nếu bạn muốn chơi 2v2 thì bạn có thể ý kiến để mà
mình thoát ra mình chơi riêng kiểu như vậy đấy. Anh em có rủ 2v2 không thế? Không được đâu. Nữa hả? Sao ngàm nó chó mát rồi vậy trời? Dính lời nguyền nữa rồi. Đây này mà nó quay như cái quạt luôn nè. 3, 2, 1, go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cái gì mà đi lên xong rồi lại ngược lại vậy? Đi vô trấu chón nó lại nha, có tôi ở đây nữa nè. Oh shit, shit. Ây da à, trời ơi nó có phóng đĩa mạnh hơn cả mình nữa. Thôi xong rồi, game này đứt rồi, tôi chưa kịp làm combo luôn thì đã chết rồi. À. Trời ơi, gì 4 sao không vậy nè mấy cha ơi. Tôi định làm cái combo bình thường thôi mà. Không cho rồi. Game không cho rồi. Nó bắt mình phải làm cái combo khác em. Combo mới có 3 sao à. Tôi nghèo tài nguyên lắm. Không có đủ đồ để mà nâng cấp lên. Ơ. À. Con kill shot. Chết rồi. À, khó quá. Tao liều chúng mày. Thôi xong rồi. Liều hết nổi rồi. Ây da, mấy này thọt quá anh em ạ. Sướng mình giờ nó thọt so với sức mạnh hiện tại của mấy người đó rồi. Hơi thọt. Là thọt sức mạnh á. Ui. Không sao. Cứ từ từ. Gì đó? Ờ, hay quá anh em ơi, hay quá. Tuyệt vời anh em. Ngon rồi. Ok. Bên kia còn có người, hay quá. Rồi. Còn win được anh em ơi. Tầm này thấp quá không bắn trúng. Anh em vô hỗ trợ tôi giết con Exit coi. Không thấy ai vào hết vậy. Ừ. Giết nó đi. Ừ trời ơi, phải vậy phải ngon. Vậy là quên rồi. Đây. Từ. There is one minute left. À, team mình mạnh vãi. À, team mình ngon, team mình gánh được. Trời ơi. Tôi chưa kịp làm cái combo tôi chết queo rồi.
Ok, ngon rồi. Ủa sao nó có thể chạy vào đó được hay vậy? À thôi kệ đi, win rồi. Chưa kịp test combo nữa. Nhưng mà được bao nhiêu đây nhiệm vụ cũng ngon. Được ba cái xu, được một cái này. Ok. Một cái rương nữa, ngon. Ai nhắn tin đây? Hehe, được anh em ơi, ngon. Cho chiếm cứ điểm nữa, nhiều khi nó cho mình cái map đó nữa cũng nên. Chắc là bị dính lời nguyền cái map đó rồi. Sáu robot từ xa hơn 70 nữa. What? Đùa thôi à? Cái game này game một map anh em ạ. Mech Arena dạo này game một map không à? Đấy cả trưởng thì 3 trận rồi đó nha. Trận thứ tư nữa là phải gọi là lập kỷ lục Guinness thế giới luôn á. Game một map. Nản mấy ông làm game này thiệt nha. Mấy ông làm vậy chết rồi. Game gì có một map thôi sao chơi mấy cha. Một map đồ chơi với ai. Nè mấy ông ghê. Trời mới vào ủi gì mà tứ tung lung tung hết trời. Mới vào ủi quá trời kìa. Có cả Nomad nữa kìa. Chà khó trúng quá. Cái gì mà lũ ủi nhau tưng bừng khói lửa trời ơi. Ở nhà kìa. À, không thể nào test combo được. Trời ơi. Mày. À, cái pháo bàn nó khó chịu vãi chưởng anh em à. Quay nòng trước để thằng nào rớt xuống đây gõ đầu nó. À, what the hell. Ây da. Rồi ôi, hai con Zephyr. Tôi bắt đầu thấy ghét cái game này rồi đó nha. Nó ghép cái trận như thế này là. Ghép trận như thế này nè. Ghép trận như thế này kèm theo cái map này nữa. Không bằng cái gì trơn trời. Chắc là do xưởng mình nó thọt quá anh em ạ. Chơi được. Khó quá. Tôi cũng không có tiền mua vũ khí nữa. Đánh ra coi. Trời cái thiền của nó kìa. Đồ 4 sao không vậy ta? Chắc là do mình thọt quá rồi. Quá thọt so với cái phần còn lại của thế giới rồi. Mình quá thọt rồi. Nhưng mà tìm gánh, cố gắng lên. Bây giờ tôi vô đây là có người rớt xuống đây thì tôi hơi mệt anh em, biết ngay mà. À! Incoming fire.
từ từ nó chưa dám làm liều. Hay à, tôi đang cố gắng đây. Kéo với. Ây da. Thôi. Đỡ nổi. There is one minute left. Chạy vô cái trụ ba con nó rớt xuống liền anh em à. Đường đâu mà đỡ. Defeat. Chán liền. Mấy nay chơi game ăn hành không à. Rồi, chắc là do xưởng mình yếu. Cố gắng nâng cấp Onyx lên nhưng mà cái nâng cấp xong cái tàn tạ luôn, không còn miếng tài nguyên nào hết. Khổ thiệt. Cảm giác giống như mình tân binh mới vào World Robot mà anh em. Trùm game bên kia chứ qua bên game này chứ. Cái gì nó cũng lạ cả. Hay. Khó khăn quá. Trận cuối nha anh em. Nãy chưa test được combo luôn. Chán. Vô đây test súng có vẻ khó khăn vậy. Sợ thì. Nè bây giờ nó cho cái map đó nữa là phải gọi là game một map nè anh em à. Tôi phải gọi game này là game một map luôn. Mày sợ tao nói mày game một map mang tiếng cái gì. Biết mà. 3, 2, 1. Go. Let's get things started. Đừng có chen nữa mà, lo đi đi. Đi cứ lo dòm cái mặt tôi làm cái gì không biết. Ông đi thì ông lo đi đi chứ ông dòm cái mặt tôi làm cái gì không biết nữa. Giết nó đi bạn. Ừ. Ôi giời, ông không giết nó chết tôi á. Ừ. Chết rồi. Exit. Cẩn thận ông đó, ông phóng pháo băng bây giờ đó. Trời ơi, tí xíu. Thôi xong rồi. Mình không qua được em. À. Nó mạnh quá. Đông quá vậy. Ây da. Nhanh lên, nạp đạn nhanh lên, nhanh lên. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận vào mấy má ơi. Vậy mà không giết được nó luôn á hả? Ừ, giết luôn, giết luôn. Trời đất ơi. Chết chết, red dot, chạy chạy chạy. À, à, chết tôi rồi. No. À, sao cái team mình lúc nào nó cũng yếu quá vậy ta, không gánh tôi nổi rồi. Rồi làm sao chơi. Anh xả hết. You have 2 minutes remaining. Identify.
Yeah. Anh giết hết, anh xả hết. Yeah. Video mình tới đây kết thúc rồi anh em ạ. Hẹn gặp em vào những video sau nha. Hôm nay chơi quá tệ. Phải nói là mình không chơi nổi. Đồ xịn không à. Mình phải còn nâng cấp nhiều thêm nữa thì mình mới đuổi kịp với cái sức mạnh này. Đúng lúc ghê. Rồi, tạm biệt em nha.